ra đời cứu muôn loài vượt qua bao trầm luân rơi xa tứ sinh. Ánh đạo vàng luôn tỏa sáng, pháp chư Phật là lý chân, từ nay chúng sinh nương nhờ theo thuyền từ vượt thoát sinh mệnh. Còn kinh nghiệm vượt qua ngàn gian khó, chỉ vững bền hoàng dương Phật pháp. Lành Bồ Tát xứ xa Như Lai, nhập hình thế đưa tôi muôn giáp vô. Các ta bà mà người ích đến quân một sinh, nguyện hoàng nguyện độ sinh pháp vô minh sống vui an lành, mở ra đóa hoa chân thường nguyện ngày đêm tinh thần bao ân chư Phật. Thành Bồ Tát xứ xa Như Lai, nhập thế đưa tôi nguồn giác ngộ. Gặp ta bà mang lời ích đến quần sinh, nguyện quang pháp từ sáng sáng ta tâm bồ đề về chân như, nguyện độ sinh pháp vô minh sống vui an lành, mở ra đóa hoa chân Thank you.